sẽ thay lốc của cái tủ 280 lít này ha, của Electrolux. Và mình sẽ lấy cái lốc của cái tủ này. Khi mình trù ha, cái lốc này là nó không có cùng công suất đâu. Cái lốc này thở khác đóng nó không cùng công suất, chạy không có được. Mình đã mua nó về. Đây, muốn biết được cái lốc của nó có đóng được sang cái lốc này hay không thì mình sẽ thử ù ha. Đồng hồ đây. Nhìn vô. Đồng hồ. Nó đang ù 5.3 ha. 5.3 rồi nhổ ra. Là nó bị hư rồi em. Cái lốc nó đã bị hư rồi. Này. Lấy đầu này ghi vô. Đây mình sẽ ghi cái này. Nó đang chạy là ở dòng 0.4. Mình sẽ ghim lại hai lần để cho nó ù lên ha. Ghim lại hai ù nó khoảng tầm 4.8 này. Đó, 4.8 là hai cái lốc này nó gần tương đương nhau, nó hơn nhau 0.4 ha. Mình có thể mình đóng sang được ha. Lốc này nó của Sanjo à. Nên người ta đã đóng sang lốc sang cái tủ LG này. Tủ LG nó có 120 lít thôi ha. Nên như vậy nó là nó dư công suất nên nó chạy không có được. Nên cả thợ sức làm nó cũng đã sai. Khi người ta đã tự chế ra nè, khi mà chế nè, đó, bây giờ mình sẽ cái này, mình sẽ tận dụng cái phim cũ của này của nó mình cân luôn ha, bây giờ mình sẽ gỡ nó ra, ra nó vẫn còn nè, đây cái kìm này, cái kìm này mình gỡ nó ra, đây. Cái này mình sẽ khò vào đây cho nó đỏ lên, cho nó chảy cái bạc ra, mình sẽ mua ra. Cái này có 5.3, cái này 4.8 rồi, đóng sang luôn. Hãy nhớ tôi đi. Ga nó vẫn còn. Okay.
nay tôi biết ra đây dùng cơ. Tôi biết đây mà vẫn biết dùng được. Đấy rồi, sư ơi, đấy rồi. Cái này mình sẽ cắm cho nó chạy. Cho nó chạy xe thì mình nhấc lốc ra, mình đổ nhớt nó đi luôn ha. Mày cái chân mày nhớt cho nó chắc ăn. Cần đến cái mì lợn này vừa đang chịu lại 300 ngàn. Cho cái mì lợn nó thằng kia. Trả tiền chưa? Dạ. Trả tiền chưa? Chiều mai đưa đến 3 lần lại tiền luôn. Tao thấy nó gồm mình một đùm một của hẳn 300. Nó ghi thêm ấy. Này mình đổ nhớt đi. Rồi. Cho này lùi ra ngoài đi em. Lùi ra ngoài để cho nó khóa. Này cho anh một đoạn bạc. Bạc này lắm. Là mình làm đầu tiên ngoài. Châm nhớt thì coi. Đấy, mình châm nhớt cho nó. Đấy, khánh nhớt chưa? Khánh nhớt châm cho nó một cái bơ này. Khánh nhớt chưa? Đấy, khánh nhớt. Đó, mình châm cho nó một cái bơ này. Một quả tư. Cầm lập cái này nữa. Gắt cái từ mấy cái bơ cái này lên này. Nó đang nóng còn nóng từ nóng kinh khủng. Nó chạy. Mày nó không được, cái máy khoảng. Cái nó không được thì mình sẽ châm lại đầu này. Nóng quá. Ok, quá thấp được, cũng nhiều. Cũng đủ rồi. Nó nóng quá, nó cam. Nhưng mà nó không châm đầu kia được, mình sẽ châm ngược lại cái đầu khác ha. Cho nó đỡ mình ra nhớ.
Chăm bổ sung thêm. Thôi mình chỉ nhám nào, nhám con này ra này. Nhám trong tủ có. Mình cắt cái phim này nó có đầu ra xong rồi mình sẽ cắt nó ra. Cần cáp cho nó đâu không? Cho máy nó chạy. Nó mới chạy ngoài rồi, lấy cái đồng hồ kia ra. Có số lưng. Rồi chạy ga đi nè, chạy cần chuồn nè. Rồi thì thôi cố. Nó cắt rồi thì để 220, 230 thì được.
Đó, lên 220 này. Thắt được 220 rồi. Tức là như vậy được rồi, mình chỉ cần... Tại vì cái nhớt thì nó vẫn còn trong, mà cả nó cái lốc cũng bị kẹt thì không phải thay, không cần phải thay pin đâu á. Đó. Bóc này ra nhìn được không? Đó. Thấy không? Nó đang ở 201 này. 220 này. Tao đã chạy một xíu là nó sẽ xuống 201 này. Chạy ổn định là cái nó sẽ xuống. Nhưng mà nhà sản xuất thì thường xuống nó khoảng tầm 230 ha. Nên mình thay cái khác vào thì cho nó thấp hơn một xíu cho nó khoảng. Nốc rồi. Rồi. Này như vậy nó ok rồi ha. Này nó đang ở khoảng tầm gần 220. Được. Không sao. Không vấn đề. Rồi. Chung là tại vì cái nốc mình thấy của cái nốc người ta đã thay lại rồi thì mình sẽ thay này nhớ bị cho nó hoàn toàn. Rồi, ok. Nên để mình cắt ra đi. Bây giờ hàn rồi nè. Giờ mình chưa làm cái này vô. Hàn cái này vô. Dùng đây đây. Đi đen. Đi xuống dưới đen có dưới nguồn vào cái nào? Nguồn vào dưới dưới sáng kia. Nếu cho anh còn băng keo vào đây cả. Nó hơi chậm. Nhiều quái vật cho anh tìm này. Chờ đợi. Dây lên là dây nào à? Dây lên là dây xanh nữa, xanh đậm á. Ok. Dây lên là dây đậm, đúng không? Ở đây. Dây trả lời hoàn chưa? Ở đây. Đây đúng không? Như đây. Đúng rồi. Đây, vào đây đúng không? Trái ra quả bên dây sánh là sinh biên á.
Đây đúng không? Ờ đúng rồi. Tiếng Việt đang có 4 tiếng vô nữa ạ. Đèn nó lẻ. Đèn tắt mịt. Sáng ra. Sáng mà rất ra đúng không? Tiếng mình là con trên đèn, tiếng mình là trên đèn kia. Cái đèn từ trên nó xuống. Đó. Điểm. Sao vậy? Nói là mình phải đặt sơ đồ đây, sơ đồ là kỹ sư nào trà. Ngon nữa không nên mình phải đo. Đâu còn đang kéo đâu. Cái này sử dụng bo mạch. Đó, còn cái giác kim này nó không phải. Đó, hôm nay mình sẽ châm thêm vinh ga nữa. Tắt đi. Châm thêm ga cho nó trên không, mình hút lại một lần nữa cho nó sạch sẽ. Cái thông lạnh này nó dùng nhiệt độ âm á, làm kỹ nó xí. Rồi, xoáy này để đuổi gió cái đoạn dây này á. Quá cái này vô, đuổi ra từ đây nó chạy ra đây, ga nó đuổi đi. Và nhiều ông là đuổi ngược. À, thằng tiệm này biết có người vẫn đuổi ngược, thợ luôn. Và ông cái siêu quà. Quay. Cái siêu quà này nó nghi lắm. Kỳ sư lớn thôi mà, kỳ sĩ quà. Ok, bây giờ mình... Quà. Từng báo đêm dài. Đang sáu cái đó, kỳ sứ 350. Bật máy lên xong mình mới mở ra cho nó hút. Khi nó bật máy xong mình mới mở cho nó hút. Rồi, giờ hút trình không nó xong rồi ạ. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành sạc ra. Trước này đuổi gió trên đoạn dây đã. Mua tỏi như thế này. Nó cháy được. Có anh. Chưa nào anh. Hả? Rồi mình sẽ sạc nước cho nó một xíu trước ra. Lần đầu tiên mình sạc nước cho nó này. Nhưng mà tôi lại nha anh. Nó phải mười anh. Việt. Đi đi. Đó. Mình sạc trước cho nó ra. Cho nó đang ở bóng mười này. Sạc trước cho nó. Rồi rồi chạy. Đó. Đây. Đó, đây hút về. Cái này sạc trong khoảng từ 5 cho tới 10 ha. Từ 5 tới 10 PSI. Bây giờ mình sẽ khóa lại cái bình ga này. Khóa bình ga này tại vì trong dây nó vẫn còn ga. Chứ nếu nó còn thiếu thì mình châm nốt cái ở phần ga vô. Đó. Rồi lốc đang chạy 0.8. Kim nó đúng nhất. Ngày mai mình đang chạy khá lưu chạy. Ngày mai mình đang chạy khá lưu chạy. Đó, nó ra bơm lên đều lên. À, phim ấm á. Đó. Ga nó đang ở 5 này. Đó. Mình sẽ cho thêm ít rồi, tại vì đứng dây nó vẫn còn ga, có thể cho thêm xíu thôi mà. Khi nó chạy ổn định thì mình tính tiếp. Đó. Thì nó lốc này chắc cho nó tương, cung vật tương đương với tốc cũ của nó. Mình muốn lựa được con lốc ra. Cái thứ nhất là vì mình không biết nó chạy đây được bao nhiêu, mình phải bơm cho nó lên khoảng tầm 400. Bơm vào đây là 400 PSI trở lên. Sau đó mình sẽ xoay về 200. Sau đó mình nhổ điện ra xong mình sẽ xoay cho nó về 200. Sau đó được khoảng chờ được khoảng 85 phút sau thì khi nào mà nó để lên được thì nó là lốc tốt. Sau đó đó, xem một hồi thì nó là về 10. Đó, đang có 10 em. Vừa nó lên hai vạch thì nó đang khoảng tầm ở đang ở 9. Đường đi nó nóng, phim ấm, đường về mát, hai bên thành nóng đều, giờ cứ dần lạnh ra, nó nằm lạnh đều là ok. Đây, tủ đây, Electrolux. Đang đẹp mà đang chưa lọc. Rồi.
À, quạt à? Phải nhấn quạt rồi nó mới chạy được. Ở đây cái tua vít ra tháo ngăn lạnh ra. Nó nằm lạnh đều dàn là tháo ga ra là đi ra không? Đó, công việc thì đó, bây giờ là cái dàn nó đang đông. Đông xuống tới cái co này rồi ha. Cái này là chạy là được ha. Nó co nó lạnh tới cái co cuối cùng à. Đây, tới đây à, tới đây à. Đến tới đây luôn rồi ha. Cho chạy một xíu nữa đi là nó chạy lên tới nữa. Là như vậy là ok. Ok. Nên quan sát lại cái này. Đó, là nó đông tuyết tới đây rồi ha. Đến tới đây rồi. Tỷ lệ nó chạy được là 100%. Đó. Đó, chạy tới đây rồi. Chạy tới đây rồi. Giờ mình ráp lại cho chạy cho vệ sinh và ráp ha. Rồi, ok. Ráp rồi. Ráp hết lại rồi. Gần cái ghế để đấu tí vào rồi nha, khỏi bọn nhé. Cái này có đấu tí xong rồi, bây giờ là mình bỏ ra. Mình xoáy ra ra là ok. Đây. Ra nó đang ở 9 á. Tại vì với cái đồng hồ này nó bị nên mất 2 vạch. Đây, nó đang ở 9. Đó. 9 mà nó hơi mờ. Đó, 19. Làm xoay này ra. Đó, nó lên bên hai vạch ha. Đó, xoay cái đầu tiên rồi. Từ từ. Mình xoay này cái đầu tiên cho nó chắc chắn rồi. Rồi, ok. Xoay này đầu này. Đây con cọng là nặng hơn mà em rửa đại vậy. Nghe rồi chào. Còn cái này xưa nay em cố định cái chân nóc này vào đây cho nó ha. Giáp mấy cái này vào đây cho nó là xong rồi đó. Giáp là cái dân anh mới cả đi vệ sinh xong, vệ sinh qua cho người ta đi. Để ra luôn cho người ta cho nó gọn đi. Nhiều đồ quá. Đó. Thôi đăng mày để vệ sinh ra đây hả? Đó. Lắp mày cái.